Chào các bạn, chúng ta sẽ trao đổi tiếp về cái nguyên tắc trị bệnh. Ở cái clip trước thì về nguyên tắc trị bệnh thì tôi đã nói hai cái nguyên tắc. Thứ nhất là cái nguyên tắc tạo sóng cảm giác và nguyên tắc định hướng. Thế thì chúng ta ôn lại qua một cái là và một số lưu ý, một số cái nội dung là trong tất cả các cái nội dung ấy, thì các cái nội dung mà chúng ta phải lưu tâm nhất ở trong tác động cuộc sống ấy, là các cái nguyên tắc về khám và chữa bệnh. Trong đấy, cái việc khám và chữa bệnh nó diễn ra đồng thời, cho nên là cái nguyên tắc khám, trong quá trình nguyên tắc khám mà không sử dụng nguyên tắc chữa thì không khám được bệnh. Các bạn nghe lại và cùng suy niệm về cái này nhé. Các cái nguyên tắc là các cái nội dung vô cùng quan trọng, tại vì là khi chúng ta dùng tay khám và chữa lên về bệnh thì các cái nguyên tắc là các quy định bắt buộc phải tuân thủ. Trong đấy, các cái nguyên tắc khám bệnh là dựa vào cái cơ chế và cái quy luật biến đổi khách quan của cơ thể. Còn các cái nguyên tắc chữa bệnh là dựa vào cái cách thức, cái cơ chế, cái quy luật nhưng mà người thầy chữa phải tạo ra nó để hỗ trợ người bệnh tự điều chỉnh và khỏi bệnh. Nhưng nếu trong quá trình khám bệnh mà chúng ta không sử dụng các nguyên tắc chữa bệnh thì không thể khám được. Các bạn nghĩ về câu này nhé. Khi chúng ta hình dung được câu này rồi và chúng ta lại lật lại một cái, trong quá trình chữa bệnh, trong khi đã sử dụng các nguyên tắc chữa bệnh rồi mà không sử dụng các nguyên tắc khám bệnh thì chúng ta cũng không thể hoàn thành cái quá trình một cách trọn vẹn được. Chúng ta nhớ thật kỹ cái ý này để nếu mà lúc cần phải tranh luận với nhau nhé. Chắc các bạn chưa ai nghe nói, tôi tin rằng các bạn sẽ chưa nghe ai nói theo cái cách này. Và đây là một trong những nhân duyên để chúng ta trao đổi theo cái cách này. Thế tôi cũng nói qua lại vài cái ý chính. Tôi cũng xin nói là tất cả những cái nội dung tôi chia sẻ với các bạn là trên tinh thần ôn luyện là chính, đồng thời cũng trao đổi các cái ý chính nhất theo cái cách mà nó vận hành trên góc độ quan điểm của tôi. Cho nên là có những cái nội dung tôi sẽ không đưa vào, tại vì có những cái nội dung nó sử dụng quá ít và đưa vào cái nội dung nó quá nhiều, các bạn sẽ khó nhớ và nó loạn. Và các bạn vẫn phải đối chiếu vào tài liệu, đối chiếu vào các cái tài liệu và rất nhiều người viết, xong có điều kiện các bạn lại đối chiếu vào cái tài liệu gốc nếu các bạn muốn nghiên cứu sâu. Trong cái khám chữa bệnh tác động cuộc sống này, nó có 6 cái nội dung rất là quan trọng. Là thứ nhất là chúng ta phải tìm được trọng điểm, và chúng ta phải hiểu là tại sao chúng ta không tìm được trọng điểm. Chúng ta phải giải tỏa được trọng điểm, và chúng ta cũng phải hình dung được có những lý do gì mà chúng ta lại không giải tỏa được trọng điểm. Chúng ta phải lường trước được các cái sự cố, các cái tai biến xảy ra. Và khi xảy ra sự cố tai biến rồi thì chúng ta phải có phương án để khắc phục. 6 cái nội dung đấy. Và tất cả cũng là trên cái tinh thần đấy thôi. Chúng ta từ góc độ nào chúng ta đặt vấn đề, chúng ta cũng đều tiếp cận được. Ở cái sóng cảm giác ấy, đã nói đến sóng cảm giác, chúng ta ôn lại. Đã nói đến nguyên tắc tạo sóng cảm giác thì chúng ta phải hiểu được cái hiện tượng về cảm giác đau ở trên hệ cột sống nói riêng và trên cơ thể người bệnh nói chung. Nó có cảm giác đau của hiện tượng bệnh lý và đau của cảm giác đau của ổ bệnh. Khi chúng ta chữa là chúng ta chữa vào cái điểm gọi là trọng điểm, có nghĩa là điểm đau có cảm giác của hiện tượng bệnh lý. Khi chữa thì chúng ta phải nhớ những cái cảm giác đau. Thứ nhất là cảm giác đau dễ chịu, trong mọi trường hợp phải dễ chịu, có thể đau quá một tí, hơi một tí, nhưng mà nó phải là dễ chịu. Thứ hai là tất cả cũng như là các cái đặc trưng bệnh lý khác là nó phải phản ứng thuận chiều,
Có nghĩa là khi chữa thì nó đau nhiều, sau nó giảm dần rồi hết. Và khi nó hết triệt để thì có nghĩa là khỏi bệnh. Còn cái định hướng là chúng ta phải nhớ là này, nếu không định hướng được là nó không vào đúng ở chỗ đau đâu. Mà đã nói đến định hướng là nó liên quan đến cái thể loại rất là quan trọng đấy. Khi chúng ta hình dung được cái mối quan hệ biện chứng giữa thể và loại thì chúng ta mới hiểu là tại sao cái định hướng nó lại quyết định cái sóng cảm giác và nó quyết định cái khỏi bệnh. Hôm nay chúng ta sang cái nguyên tắc tiếp theo là nguyên tắc định lực. Cái nguyên tắc này, có những người mạnh về cái hình dung cảm nhận về nguyên tắc định lực thì thậm chí nhấn mạnh luôn là nguyên tắc định lực là nguyên tắc quan trọng nhất. Thế nhưng mà thế này, trong tài liệu cũng như chúng ta phải quy nạp, đúc kết, đối chiếu các cái nguyên lý chung thì nguyên tắc sóng cảm giác thì là quan trọng nhất nhé. Cái sóng cảm giác nó cho cái cơ thể vật lý của mình nó hệ thần kinh nó chỉ đạo, nó nhận diện và nó giải tỏa các cái co thắt ở một góc độ nào đấy, thì chính là lưu thông khí huyết, là cơ chế gây bệnh và cũng cơ chế khỏi bệnh. Và lưu thông khí huyết thì nó liên quan rất chặt chẽ đến cái cơ chế, nếu mà khí thì là vô hình, còn huyết thì là các hệ thống mao mạch trên cơ thể, hệ thống mạch máu, mà đặc biệt là hệ thống mao mạch nó tắc nghẽn, nó không lưu thông chỗ nào thì chỗ đấy không trao đổi, không đồng dị hóa được, thì đương nhiên là cằn cỗi, rồi thì co thắt, rồi thì bế tắc, rồi thì viêm nhiễm, rồi hoại tử, đúng không? Cái nguyên tắc định lực là này, quy định về lực của phần mềm của ngón tay hoặc các cái điểm thay thế tác động lên trọng điểm tại các khu vực nào trên hệ cột sống thì phải tuân thủ theo cái nguyên tắc định lực. Thì trong tác động cột sống quy định thao tác định lực ở trên cái vùng từ C1 đến C2 là dùng lực bằng lực nhẹ nhất của một ngón tay đến lực nặng nhất của một bàn tay. Khu vực C1 đến C7 là khu vực cổ. Lực tác động bằng lực nhẹ nhất của một ngón tay đến lực mạnh nhất của một bàn tay. Thế thì làm thế nào để kiểm soát được cái lực đấy, thì là hướng dẫn là đặt cái dặn bàn tay lên vai người bệnh, xong đấy dùng một hoặc là nhiều đầu ngón tay để tác động trên các cái đầu gai sống, các cái lớp cơ bệnh lý ở trên cổ. Có nghĩa khi ta khống chế cái dặn tay, khi ta khống chế cái dặn tay vào vai và ta xoay ở trên cổ thì là cái lực nó chỉ chi phối từ lực nhẹ nhất của một ngón tay đến lực nặng nhất của một bàn tay khi tác động lên các cái lớp cơ và đầu gai sống bệnh lý ở khu vực cổ. Thế còn quy định từ vùng T1 đến T7 và vùng cột, từ T1 đến T7 và vùng cột thì lực tác động được quy định bằng lực nhẹ nhất của một ngón tay đến lực mạnh nhất của một ngón tay. Có nghĩa là lực mạnh nhất và nhẹ nhất chỉ nằm trong cái phạm vi lực của một ngón tay thôi. Thế thì khi đấy chúng ta phải khống chế tất cả các cái lực ở khu vực cánh tay và bàn tay nó truyền sang. Cho nên ta phải dùng cái cườm tay này, ta tì vào xong ta nghiêng tay, ta chỉ dùng một ngón tay thôi. Cái chỗ xương cột thì nó rất là bé, nó rất là nhạy cảm. Còn cái vùng T1 đến T7 ấy, nó là cái vùng lưng trên, nó là một cái khung xương cứng bảo vệ những cái tạng quan trọng nhất của cơ thể là tâm phế. Thế và nó có khung xương sườn cho nên nó có khung cứng, cho nên thực tế cơ ở những cái chỗ này nó đồng bộ, được chỉ đạo đồng bộ bởi hệ thần kinh tâm phế, hệ thần kinh giao cảm tâm phế, cho nên là các cái cơ thực ra nó rất yếu. So sánh tương đối thì cơ ở chỗ này yếu hơn rất nhiều so với cơ ở cổ và các cái cơ ở các khu vực khác. Và chính vì nó nhạy cảm, vì nó liên quan đến các cái phản ứng của các cái tạng tâm và phế, nếu chúng ta làm mạnh vào đấy
thì nó sẽ có những người người ta sẽ không chịu được, thậm chí người ta cảm thấy nó bị, nó có những người nếu không cẩn thận sẽ bị gọi là tai biến, bị chột. Cho nên là chúng ta phải lưu ý là cái vùng T1 đến T7 và vùng cột là lực nhẹ nhất bằng lực nhẹ nhất của một ngón tay cho đến lực nặng nhất của một ngón tay, vì nó tác động đến cái thần kinh giao cảm. Cái vùng này vùng thần kinh giao cảm của các cái tạng quan trọng là tâm và phế, và đây là những cái tạng nó phản ứng nó rất là nhạy cảm. Cái vùng tiếp theo là cái vùng từ T8 đến T12. Cái vùng này nếu mà liên quan đến vùng nhiệt độ tương ứng với nội tạng ấy, thì nó là cái vùng nội tiết đây đúng không ạ? Vùng nội tiết này, vùng gan mật này, tuyến thượng thận này. Và cái vùng này lực thì quy định là lực được quy định cho phép là lực nhẹ nhất của một ngón tay cho đến lực nặng nhất của một cánh tay co. Vì các cái nguyên tắc là những cái rất quan trọng, cho nên sau này các cái clip chúng tôi cũng sẽ bố trí các cái clip 20 phút một để làm thực hành. Tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp trên lưng người bệnh. Đặc biệt trong cái lớp mà tôi tổ chức thì tôi sẽ chia sẻ đến từng chi tiết, từng cụ thể một. Và cái sau khi các bạn xem ở hướng dẫn ở trên thực tế rồi, xong lại nghe lại, xong lại bắt tay vào làm, để chúng ta quan sát, tự quan sát, cảm nhận. Cái vùng lưng giữa tôi nói lại từ T8, T12 là một cái vùng rất quan trọng nhé. Cái vùng này là vùng cái phản ảnh các cái phản ứng về nhiệt độ của nội tiết, mà cơ thể của mình là bản giao hưởng hormone đấy các bạn. Từng cái suy nghĩ, từng cái động tác của mình nghĩ đến thần kinh, nhưng thực ra cái bản giao hưởng hormone nó là hệ thần kinh vô tuyến ấy, hệ thần kinh thể dịch ấy. Rất quan trọng. Ở cái vùng này ấy, thì là vùng nội tiết, nó vùng của can thận, nó cũng phản ảnh lên đây. Các cái trọng điểm, trọng khu của các cái bệnh gan và thận chủ yếu ở khu vực này, cụ thể là đốt sống T10 và T11. Cái đốt sống T10 ở chỗ này nó liên quan đến gan, và nó lệch sang bên nào, lệch sang bên phải thì nào, lệch sang bên trái thì nào. Đồng thời nó cũng là cái đốt sống, nó liên quan đến cái chức năng thần kinh giao cảm của cái tuyến thượng thận. Cho nên cái đốt sống T10 khi chữa vào đây phải rất đề phòng. Đốt sống T10 với cái đốt sống L3 là một trong những đốt sống khi chữa bệnh phải rất đề phòng, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái huyết áp. Cho nên có những cái chỗ khi chúng ta chữa vào đây thì một là cái hệ miễn dịch, hai là cái huyết áp nó sẽ có những cái phản ứng tốt hoặc là không tốt, tùy theo cái tình trạng bệnh lý và cái cách thức thao tác thực hiện của mình. Cái khu vực tiếp theo là khu vực từ L1 đến L5 là lực chúng ta quy định bằng lực nhẹ nhất của một ngón tay cho đến lực nặng nhất của một cánh tay thẳng. Cái lực cánh tay thẳng là rất là khỏe rồi đấy. Là cái lực rất là khỏe rồi. Và cái vùng cuối cùng là cái vùng S, được quy định là lực quy định là bằng lực nhẹ nhất của một ngón tay cho đến lực nặng nhất của toàn thân. Có nghĩa lúc đấy là ta tì toàn thân lên được. Cho nên ai mà hay đi massage nhé các bạn nhé. Ai mà hay đi massage là thấy là, nhất là đàn ông đi massage, mà cái người massage người ta lại đứng hẳn cả người người ta lên, thì chỉ khi người ta đứng lên cái chỗ xương cụt của chúng ta thì chúng ta cảm thấy là ổn nhất, dễ chịu, thoải mái. Tất nhiên người ta cũng không được nặng quá. Chứ còn cái dùng người ta dùng chân mà người ta xoáy lên trên, bắt đầu từ cái giữa lưng cho đến cái vùng lưng trên T1, T7, hay là cái vùng cổ mà người ta xoáy vào những cái chỗ C1, C2 cực kỳ cập bất nhật hại các bạn nhé. Chăm sóc chả bỏ, đừng chăm sóc kính chả bỏ hiệp, phiền. Từ khi tôi học cái tác động sống tôi biết cái này rồi, thì tôi nếu có cơ hội đi massage thì tôi không có cho ai dẫm lên đấy mà lấy chân mà nhoay các cái cột sống, cái đốt sống của mình, nguy hiểm lắm các bạn nhé. Sau này dần dần các bạn mới biết là này này,
mình phải đối xử với các đầu gai sống của mình như với các em bé. Khi nó có bệnh, khi nó có thành tích, khi nó có lỗi, thì mình phải khen thưởng, mình phải nhắc nhở, mình phải kiểm điểm, mình phải phê bình như thế nào, nó nhạy cảm lắm. Nếu không ấy, thì sau này các cái phản ứng về bệnh lý chúng ta hiểu rồi, chúng ta chữa nó sẽ không hiệu quả nữa. Tất nhiên là cũng may là chúng ta thường là không có điều kiện nhiều để đi gọi là massage nhiều, chứ massage nếu mà không đúng thì rất là không tốt. Ở cái nguyên tắc định lực này ấy, tôi muốn nói với các bạn một cái điều rất quan trọng là thế này. Chúng ta quy định lực nhẹ nhất của lực một ngón tay cho đến lực nặng nhất của một ngón tay, hoặc lực nặng nhất của một bàn tay, hoặc lực nặng nhất của một cánh tay co với cái vùng giữa lưng, rồi thì lực nặng nhất cánh tay thẳng ở vùng thắt lưng, và lực toàn thân ở vùng xương cùng. Nhưng mà mình phải hiểu ở đây này, nếu người bệnh người ta rất yếu và người chữa người ta rất khỏe, như là chữa cho một em bé 5-10 tuổi mà lại là một lực sĩ thể hình thế giới chữa, thì cái lực đấy nó không đúng nữa. Ngược lại, với một cái người phụ nữ yếu đuối, nhẹ nhàng mà chữa cho một cái người lực sĩ thì những cái lực quy định đấy cũng không còn chính xác nữa. Nên ở đây có hai cái lưu ý. Cái lưu ý thứ nhất là trong mọi trường hợp bệnh lý ở lớp cơ ngoài thì chúng ta đều phải làm lực bằng nhẹ, bằng lực nhẹ nhất của lực của một ngón tay cho đến lực nặng nhất của một ngón tay, hoặc cùng lắm là một bàn tay thôi. Cái này chúng ta phải lựa tương đối nữa. Nó phụ thuộc vào cái loại cơ bệnh lý, thể trạng người bệnh. Thứ hai là nếu là lớp cơ dày, co dày, thì trong mọi trường hợp, dù ở chỗ nào, kể cả ở chỗ T1, T7, thì chúng ta cũng cho phép đến lực nhẹ nhất là lực của một ngón tay cho đến lực mạnh nhất là lực của một cánh tay co. Có nghĩa là cơ co dày chúng ta được phép như thế. Thứ hai là thế này, nó có một cái trạng thái, nó gọi là trạng thái đồng hành. Trạng thái đồng hành. Và khi chữa bệnh chúng ta dùng lực thì chúng ta phải đưa chúng ta vào cái trạng thái đồng hành với người bệnh. Có nghĩa là chúng ta phải đưa chúng ta vào cái trạng thái cảm xúc cũng như cái trạng thái năng lực, trong đấy có cả sức mạnh của cơ thể vật chất, tương đương với người bệnh. Và khi đấy chúng ta dùng cái lực theo cái quy định này thì là chính xác. Ví dụ tôi là một người 70 cân, trung niên, khỏe mạnh tầm như thế này. Nếu tôi chữa cho một cái người yếu đuối hơn tôi thì khi tôi dùng lực, tôi phải hình dung cái lực của tôi đang dùng là tương đương với cái lực của người bệnh. Thì khi tôi làm vào vùng cổ của họ, khi tôi dùng vùng lưng trên, lưng dưới, vai trên, vai dưới, thì là tôi dùng cái lực tương đương với cái lực khả năng của chính người bệnh tại cái thời điểm tôi chữa đấy. Các bạn hình dung được đúng không ạ? Và ngoài ra cái trạng thái tích cực, cái trạng thái cảm xúc nó phải đồng hành rất là quan trọng với cái trạng thái thể chất đấy. Đấy là cái nguyên tắc định lực. Chúng ta còn hai cái nguyên tắc nữa là cái nguyên tắc định lượng và nguyên tắc điều nhiệt. Hai cái nguyên tắc này thì chúng ta chỉ nhớ một số ý chính thôi. Tôi sẽ dành ở clip sau, và chúng ta lại có thể ôn lại vài cái điểm chính ở cái clip sau. Nhưng ở cái clip này tôi muốn nhắc lại các bạn, chúng ta cần phải nhớ liên tục tuân thủ, nhớ 5 cái nguyên tắc trị bệnh. Và phải nhớ là khi khám bệnh, nếu các thao tác của chúng ta không có cái kiến thức của nguyên tắc trị bệnh thì chúng ta cũng không tìm được. Tại vì đã động cái tay vào để tìm trong các nguyên tắc đối xứng, nhưng đã động cái tay vào thì là trị bệnh. Mà đã trị bệnh là phải theo nguyên tắc trị bệnh. Thế thì này, tôi chỉ hướng dẫn các bạn một cái kỹ thuật nhớ theo cách của tôi và các bạn tham khảo. Tôi nhớ lại có 5 nguyên tắc trị bệnh nhé. Ta giơ một cái tay thế này, đúng không? Ta giơ cái tay, các bạn có nhìn thấy cái ngón tay của tôi chỉ đây không?
thì các bạn hình dung, các bạn nhắm mắt vào, các bạn hình dung cái tay của các bạn giơ thế này, và cái đầu tay này, đầu ngón tay này, nó phóng ra một cái chùm sóng. Cái sóng này nó biểu đại diện cho sóng cảm giác. Đấy là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai là cái hướng tôi chỉ, cái này gọi là định hướng, nguyên tắc định hướng. Cái thứ ba ở chỗ cái đồng hồ đấy, thì ở bên ngoài cái đồng hồ tôi đeo một cái vòng, xong tôi đeo cái cân vào đấy, cái cân lò xo á, để mà kéo xem cái lực bao nhiêu. Thì cái lực bao nhiêu đấy là nguyên tắc định lực. Cái thứ bốn là đồng hồ, là về thời gian, là nguyên tắc định lượng. Định lượng là khoảng thời gian. Và thứ năm là tôi kẹp cái, có một cái nhiệt kế tôi kẹp ở trong nách tôi to. Các bạn nhắm mắt và hình dung. Thì đấy là nguyên tắc điều nhiệt. Chúng ta nhớ, nhớ như in, nhớ sâu sắc, nhớ không bao giờ quên trong mọi trường hợp năm cái nguyên tắc trị bệnh. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp ở clip tiếp theo.